Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong chương trình này đấy. Ngày hôm nay cô muốn mang đến cho tất cả các con một điều thú vị mới. Các con ơi, trên tay cô có gì đây? À, cô cá rằng một số bạn cũng chưa biết đâu. Trên tay cô có rất là nhiều lá sắn đấy. Những chiếc lá sắn dài và giống như một bông hoa. Và có cả cọng nữa các con ạ. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn tất cả các con làm vào một chiếc vòng nhỏ từ những lá sắn này. Bây giờ chúng mình hãy cùng cô chuẩn bị một số nguyên liệu và đồ dùng sau. Các con chuẩn bị cho cô những lá sắn và có nguyên cả cọng nhớ chưa nào? Và tiếp theo chuẩn bị cho cô một cái kéo, một ít tăm và một chiếc đĩa. Bây giờ chúng mình cùng bước vào kỹ năng làm chiếc vòng từ những lá sắn này. Tiên, các con sẽ lấy cho cô một chiếc lá sắn. À, bước đầu tiên chúng mình sẽ bẻ lá sắn này từ cuống. Chúng mình nhớ là thật là khéo nhớ chưa, để bóc được lớp vỏ nó ra và đổi bên. Tiếp theo chúng mình bóc tiếp, bóc cứ như vậy chúng mình sẽ được một chiếc vòng từ những lá sắn này. Chúng mình bẻ thật khéo để làm sao cho lớp vỏ vẫn còn bám trên cọng của lá sắn nhớ chưa nào. Bên phải này, bên trái này và khoảng cách thật là gần thôi, tạo ra những đốt sắn như vậy. Và chúng mình sẽ dùng tăm để xiên lại hai đầu tạo thành một chiếc vòng. Chiếc tăm nhỏ chúng mình sẽ cắt ra và chúng mình xiên. Vậy là cô Hằng đã làm xong một chiếc vòng rồi. Và cuối cùng cô sẽ gập lá sắn lại và chúng mình sẽ cầm lá sắn, chúng mình sẽ cắt bớt đi để tạo thành một chiếc vòng thật là xinh xắn, giống như một bông hoa đấy các con ạ. Các con ơi, vậy là cô Hằng đã làm cho mình được những chiếc vòng từ lá sắn xinh xắn rồi đấy. À, các con thấy thế nào nhỉ? Ô, đây là vòng cổ này, còn đây là vòng tay này. Cô xin chúc tất cả các con sẽ tự mình làm được những chiếc vòng từ những lá sắn xinh xắn như thế này. Một lần nữa, cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những chương trình sau.